Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của và hôm nay tụi mình đã trở lại với một video mới rồi. Hôm nay vẫn là khách mời cũ, đó chính là còn ai đây nữa. Hello mọi người, Kyle here. Ok, thì hôm nay Tiên và Kyle sẽ làm thêm một cái challenge nữa, tại vì rất là nhiều các bạn đã request là các anh chị hãy làm thêm một cái video challenge nữa đi. Cho nên là ok, quyết định ngày hôm nay sẽ làm một cái challenge mà Tiên cũng chưa thấy các bạn Việt Nam làm nhiều lắm. Yeah. Đúng không? Thấy đúng bên rồi. Mỹ nhiều làm nhiều hơn. Đó chính là Touch My Body Challenge. Có nghĩa là cái challenge này rất là đơn giản, là cái người đối diện của mình phải I'm so người đối diện của mình phải nhắm mắt. Xong rồi cái sờ vô một cái bộ phận nào đó của người đối phương và đoán xem là cái gì. Trò này thì ok, Kyle khá là rành á. Rành hả? Rành thôi chứ không có chơi với ai hết. Ok. Hồi lúc Kyle học sinh học giỏi lắm mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với bây giờ ai thua bị gì phải bị gì chứ. Thua thì thôi chứ. Tiếng thua thì thôi. Ốc cái gì lên sorry đi. Ốc một cái hình embarrassing của người kia lên sorry. Nha. Ok không? Điều. Fine. Ok, yeah. Bây giờ mình sẽ chơi 5 round mọi người, mỗi người sẽ được chạm 5 lần. Ok chưa? Chạm 5 lần. Thì chạm 5 lần, bây giờ em chạm 5 lần, chạm 5 lần. Ok. Rồi ok. Rồi. Bây giờ ai trước thì thôi lady first thôi đúng không mọi người? Rồi, bé phải quay cái đầu anh kia luôn. Quay rồi. Ok. Dễ quá à, ngón tay ở giữa đây nè. Cái gì? Ở đây nè, ngón tay. Sai rồi mẹ. Ủa, đúng rồi, lại đi. Trời ơi, có lại gì. Ủa, mấy tao. Ủa, đâu có lại gì hết, xong rồi mà. Em chưa có, em nhưng mà. Thôi. Chứ lại gì? Cái này. Thì đúng rồi, ở giữa ngón tay. Vậy cho anh lại đi, chứ anh đang gian quá. Lại. Đúng không gian không mọi người, cái này là lấy lại tiền thắng rồi á. Lại, phải nhìn qua bên kia luôn. Thì nhìn nè, đâu có gì đâu. Anh phải để lâu xuống nhà anh làm cái gì không? Thấy gì hết. Đừng có nhìn. Em có nhìn đâu. Ừ. Anh đi đâu vậy hả? Đi. Anh lại đi, anh được rồi nha, không có anh gian gì nha. Để rồi em mới. Em mới sờ được chứ. Anh đi viên quá lại đi. Anh để. Rồi, trời, cái này. Trời ơi, dễ quá trời. Một okay, không. Okay. Không, cái gì vậy? Hết rồi. À, cái chỗ này. Nào? Chỗ này nè. Chỗ này là chỗ nào? Cái chỗ này. Chỗ này. Nè, chỗ này nè. Chỗ này đúng không? Ừ. Chưa? Gần đây nè. Chát. Sai. Chứ gì? Đây ở giữa. Ủa thì mới nói chỗ đó. Nó tạo đi. Hai lần vậy, coi như là 1-0 mọi người. Tiên đang dẫn trước. Cái gì lại đi, chưa gì được vậy? Anh lại đi. Anh dẫn cái môi anh lại xong ở giữa. Trời ơi. Chứ sao? Cái mặt của mày. Ủa, chỗ nào? Em đây nè. Ủa, đâu có xạo. Thiệt. Làm gì có không, thiệt. Anh có lông mà. Thiệt, đâu có đâu. Quá dễ mọi người. Không có dễ mình đâu. Sẽ gỡ lại. Anh đi lại đi cho. Rồi. Không có rờ được gì hết á. Không rờ được, mới phải để cái ngón tay. Ở dưới đây đúng không? Yêu. Nè. Ồ. Ok. Bây giờ là bao nhiêu gái rồi? Hai đúng không? Ừ. Còn ba gái. Ừ.
Lâu quá vợ. Ừ. Chán. Với xảo rồi, trời ơi. Tôi phải nhắm mắt rồi, chơi lại. Nè thôi rồi. Xảo quá. À. Tiền á, bên kia có một cái kính á. Cái lúc mà em nhưng mà mình nghi lắm. Baby phải nhắm mắt. Thôi mà yêu duyên quá. Thôi chơi không, lại. Không, nãy giờ thờ cho đàng hoàng. Chơi lại. Trời. Tao chơi rất là đàng hoàng luôn. Anh đi đâu mà đi lên đi xuống vậy? Rồi. Cái mũi. Baby tiễn móc lên à. Mày chưa đúng vô nữa. Ôi kia đi. Mày không phải mở mắt nha, mày đang coi á. Cái gì vậy? Mọi người ơi. Nãy giờ đụng không khí á, mọi người bất ghê á, thật sự. Từ từ. Đừng có. Xuống đi. Được rồi. Ở dưới đây nè. Trời. Mọi người ơi, tao nói là đã thua rồi, thua đi. Thua mà sao cứ tối chấp hoài vậy? Sợ. Cái trò này nó sao quá mọi người ơi. Không, tại vì dở á. Tại vì á, kêu 3-1. Tiếp nha. Bây giờ vòng thứ 3 đúng không? Ừ. Cái bàn tay. Ôi, âm nhìn vô đây nè, đúng không? No, tại mirror dính cái này mà. 3-2 thôi, gì đâu mọi người, okay, đơn giản mà. Okay. Vòng thứ tư nha. Nhung duyên. Ok, quay quên kia đi. Xanh ghê quá vậy. Ủa, mày có làm gì đâu. Vừa phải. Đây đúng không? Đây nè, lại đi lại. Ủa gì lại nữa. Ủa, lại baby, đi. Baby đã đoán rồi mà còn lại. Thôi cho anh chạy. Nãy anh nói đụng một bộ đó xem mà. Rồi ok, quay quên kia đi. Đây. Cái gì? Đây nè. Đâu phải. Đúng rồi. Thôi đừng nói chơi đi với em. Mình để đây mà. Đúng rồi, đúng rồi. Mày nói để đây mà. Không có thể nào chơi cái trò này được. Người ta tiên nói để tiên nói là đàng hoàng ở đây nha. Thật sự. Anh chịu thua đi thôi, anh tính lì quá vậy. Ok. 4-2. 4-2. Lần kỳ gián cuối nè. Giờ anh cũng ngộ nên cho 2 điểm luôn. Ok. Cho 2 điểm luôn nha. Ơ rồi nó tỏm quá à. Ủa hả? Đúng rồi. Trò này xàm quá mọi người. Cao không thích trò này đâu. Ngủ. Giờ sao thua rồi, biết sao giờ vậy? Tiên sẽ up một tấm. À không, Tiên không up lên mà Tiên sẽ show cho mọi người. Public luôn. YouTube một tấm mà Tiên vừa mới chụp ngày hôm qua. Đừng. Đừng. Ủa? Anh thua đâu mới chấp nhận chứ. Ok mọi người, hôm qua Sky với Tiên rồi. Mọi người ơi, mọi người biết á là lúc mà FaceTime với Tiên á, Tiên có cái trò lúc nào cũng chụp hình lén mình á. Tại anh làm mấy cái trò gớm chứ gì? Không có, kêu không bao giờ làm những cái trò gớm. Mọi người muốn coi không? Còn 2 tập. Thôi thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi. Về đã hết video lần này, mong là đây là một cái video challenge khá là vui cho mọi người enjoy trong cái dịp Tết nguyên đáng. Thì Tiên chúc mọi người có một cái năm Tân Sửu thật là nhiều may mắn, thật là nhiều bình an và nhiều hạnh phúc bên gia đình cũng như là người thân và người mình yêu nha. Chúc mọi người vạn sự như ý. Wow. Làm ăn phát tài phát đạt. Wow. Tiền vô như nước. Không có ra luôn. Rồi, không ra luôn, nó kẹt trống luôn. Ừ. Tiền chỉ có vô thôi nha mọi người chứ không có ra á. Nhớ follow Tiên ở trên Instagram, subscribe YouTube của Tiên và follow Kyle cũng như là YouTube của Kyle cho mọi người. Tụi mình sẽ có những cái video khá là thú vị trên channel của Kyle. Sắp ra thêm nhiều video mới rồi mọi người, nên có gì subscribe. Và nếu mọi người chưa coi cái video bữa trước Kyle với Tiên làm ở trên channel của Kyle, oh, rất là vui nha mọi người. Thì mọi người nên coi đi, tại vì nó rất là funny. Và đây là cái đầm mới, new collection của Hustery. Cho nên mọi người nhớ, nếu mà thích thì hãy lên Instagram của Hustery và tạo ngay new collection nha. Cảm ơn mọi người và đầm đẹp thiệt luôn á. Kyle mặc lên còn đẹp dữ nữa. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye. Đó nữa anh nữa. Sao vậy? Đàng hoàng đi.